con kia, không nói nhiều đâu nha, đừng để phía con đi. Mẹ đừng có mà nghe cô ta. Mẹ không lừa đâu. Mẹ đừng nghe cô ta. Con nghe chị đấy rồi. Con này nhá, nếu mà mẹ tôi bảo uống làm sao nhá, cô chị tính gì đây? Cô không lừa cô đâu. Thật đấy, mẹ không biết cái kiểu người gì nữa, tự nhiên là đi ra ngoài đi mua rượu xong là gặp cái con này, biết người đâu về bây giờ nó không chịu nghe đâu, toàn nghe cái con kia thôi, giờ biết làm sao được bây giờ. Thích quá đi. Người già rồi. Bà đưa cháu đi mua rượu nhé. Vâng. Mua rượu với mua thịt nhé. Vâng. Cháu đi lấy chìa khóa xe. Vâng. Cháu khóa đấy lại lấy tiền. Bà đang đi nhé. Vâng. Đi nhé. Đi lấy rượu lấy thịt để ăn. À, bà lên xe đi. Vâng. Để đi. Thoát đi trong đi. Vâng. Hôm nay là các em cháu khóa đi. Vâng. Ăn cho chị 5 lần thịt với lại 1 chai rượu lắm. Rượu hả chị? Vâng. Với lại 5 lần thịt nhé. Thế lấy thịt chưa? Vâng. Em lấy miếng này cho chị ạ. Chị lấy tầm bao nhiêu? Tầm 5 lạng. Xong lấy rượu luôn nhé. Vâng vâng.
Cầm. Ừ, bà lấy tay. Em xem chị hết bao nhiêu tiền không? Hết 50. 50.000. Ngon hả? Ngon lắm thế. Đó. Đó thì dạ tiền. Vâng. Còn chị về nhé. Vâng. 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 Đi về đi mai. Bà kéo mình về nhá. Được.
sao ăn đi nhỉ? Không, cho chị kia ăn. Thế bà giờ bà cất thì cho cháu cháu cầm đồ đi cất nhé. Làm ăn được. Vâng. Không hiểu, thèm hiểu quá. Này, cháu thay quần áo rồi. Ôi, thay tí nữa, cháu ra quần áo cho chị kia nhé. Thôi, không không dặn đâu. Không để đi. Không để đi. Vâng. Không đem dặn đâu. Vâng. Không, không, để đây. Lấy cháu nhận đây đi, để bên trên. Lấy thịt xào, ăn đi. Vâng, lấy thịt xào ăn nhé. Rượu ngon lắm đấy. Hôm nay cháu làm giỏi lắm đấy, cho bà làm cho bà ăn đấy. Chúng ta ăn làm nấu ăn hết đi. Vâng, không cho cô này đi. Bà ăn thất đâu? Thất đấy. Thất đấy à? Làm cơm nấu ăn hết đi. Vâng. Cho cô nào ăn đi. Mẹ cháu ơi, nấu thịt này, nấu cơm cho bà ăn đó. Vâng. Cơm có cơm. Có nấu cơm không bà? Không nấu đâu. Có cơm. Vâng. Hôm nay là cháu này làm cơm cho bà ăn đó, nấu cái nấu thịt cho bà ăn. Vâng bà. Giỏi nhưng mà trước sau cháu là giỏi lắm đấy. Cháu cũng là con nuôi của bà mà. Như thế luôn đúng rồi, đây thôi. Vâng. Thế cô mẹ đi. Cô cân đâu của bà chả biết làm cái gì đâu. Chẳng nhớ nhớ làm cơm ăn đó. Thế con dâu của bà cũng lười thôi nhỉ. Con dâu đây, con dâu của bà này bác cháu làm cái gì nhìn cái gì đâu. Vâng. Cháu thế, cháu nhà ở đây nghèo, nhà bà nhà. Thế lúc cháu cũng ở đây bà bác lấy rồi cứ thế người lấy ăn thề thôi. Con gái này để làm cháu ở đây là bà vui lắm đấy. Vâng, không sao đâu bà ơi. Con kia này chả biết nấu cái gì cho bà ăn đâu. Vâng. Giờ cháu ở đây cháu sẽ nấu nhiều món để cho bà ăn nhé. Cho bà uống nhé. Bây giờ không cho cháu gì đâu. Vâng, trước sau thì cháu cũng ở đây mà nhỉ. Lấy cơm mà ăn đi. Lấy cơm nhé. Vâng. Bà lấy rượu đi. Cháu ở đây là lấy cả rượu lấy thịt cho. Vâng. Nè, thiếu lắm đây này. Bà ngồi cháu... thế này, bà ngồi đây. Ăn hết đi. Ngồi ăn đi nhỉ. Ăn rất rượu cho bà nhé. Vâng. Ôi, cho cháu này tốt lắm rồi. Vâng. Lấy rượu rót cho bà đấy. Bà cháu rót một bát đầy nhá. Vâng. Bà uống nghe nhá. Vâng. Cô bên kia này chả lấy rượu không cho uống thì bà uống đi. Uống xong bàn cơm nhé. Vâng. Nghe rót rượu cho bà uống luôn. Bà uống từ từ nhá, xong là ăn cơm đi. Bà ăn cơm đi. Bà con dâu này lấy cái gì cho bà ăn đâu. Bà uống một tí rượu không cho uống đâu. Vâng. Thế từ giờ cháu ở đây cháu mua rượu này, mua thịt này cho bà uống nhé. Loại cơm đi. Ở đây là tốt lắm đấy. Vâng. Lấy thịt lấy rượu cho bà ăn. Bà cho rượu uống. Bà ăn nhiều vào. Vâng. Không thì cho thịt kia đâu. Cháu ăn đấy. Vâng. Ăn từ gấp. Ăn hết đi. Vâng. Bà cháu ăn hết đi nhỉ. Vâng. Không thì cho thịt kia đâu. Không để. Vâng. Không để. Bà uống đi.
Bà uống hết, bác này bà cũng uống hết nhé. Ai à, đấy, bây giờ con ở đây. Vâng. Để làm con nuôi nha. Vâng, xong bây giờ từ giờ bà không phải lo nữa. Vâng. Có cháu ở đây, cháu mua thịt mua rượu cho bà uống. Vâng. Con nghĩ là xong. Cháu đi đâu là đi, bà không dùng rồi. Vâng. Chúng tôi cháu ở đây nha. Vâng. Thế bây giờ bà uống rượu đi, uống rượu thì ăn để một tuần, để một ngày mai nhá. Vâng. Uống hết 3 ngày thôi. Ừ. Xong chú ý uống say ba. Chị kia về, chị kia đuổi xe, đuổi chó ấy. Con sợ rồi. Sợ chị kia đuổi chó xong đi báo công an ấy. Con sợ rồi. Thế bây giờ cháu ở đây ngày ba ngày. Từ cô ở đây, vâng. Cháu cô ở đây đó. Bây giờ cháu là con của bà luôn này. Ờ. Bà ăn cơm đi. Ăn uống tí đi con. Bà thấy cháu nấu cơm, nấu rau ngon không? Ừ, đấy. Cháu là nấu cây, nấu thịt, nấu cơm ngon lắm. Vâng. Ừ, rượu ngon lắm. Ngon không bà? Ngon lắm. Ừ. Bà uống hết xong mai cháu mua cho nhá. Vâng. Ừ. Cái này bà không uống nữa nhá, để mai uống tiếp. Vâng. Xong bây giờ bà ăn thịt đi. Ăn cơm nhé. Vâng. Cơm no đi. Bác, bà cháu mình ăn no vào đi nhỉ. Ăn no đi. Thịt không để cho chị kia ăn hết đi. Không nhìn chị kia không biết làm ăn với lại không đẻ được con ấy. Thế thì đúng. Mà đúng, nói đúng. Già ngày càng già đi đẻ con không đẻ được. Nói thế là đúng. Vâng. Bà uống rượu đi. Vâng. Uống ăn cơm nhỉ. Bác là bà cháu mình tìm cách đuổi chị kia đi nhỉ? Vâng. Vâng. Xong với lại chị kia không biết làm ăn này. Thế đó. Thịt này không mua này. Ừ. Rượu không mua cho bà này. Ừ. Xong để con cũng không đẻ được. Ừ. Đấy, xong với lại con trai của bà ấy sau này cũng lấy người khác rồi. Bây giờ bà cháu mình tìm cách đuổi chị ấy đi sớm đi nhỉ. Dạ. Yeah. Con trai chị ấy ở đây nữa. Ở đây nhìn ngứa mắt lắm nhỉ. Ờ. Con cháu ở đây nhé. Vâng. Này nói cho cô biết nha. Em mẹ tôi phải uống rượu à? Em cứ tưởng chị không về mà. Đấy, bây giờ lại mua rượu cho mẹ tôi uống rồi. Sao chị lại về? Thế nhà tôi không về tôi đi đâu? Em có tiền thì em mua cho bà uống thôi. Mua cho bà. Mẹ đúng là mua sai về tí nữa ốm con không coi mẹ đâu. Đấy. Chị có tiền không? Tiền có hay không liên quan đến câu hỏi. Mẹ thì có bạn uống nhiều nha, uống nhiều về ốm về con không coi đâu. Cô ăn không mua rượu cho mẹ tôi uống nhá. Cháu hai bà cháu vừa mới ăn cơm. Cháu lấy thôi, không phải cô lấy đâu. Chị lại về nhiễu bọn em thế. Không phải là nhiễu. Cô xem lại mình đi, cô là làm cái gì? Sao? Có một tí tiền là mua chuộc mẹ tôi. Mua chị rượu, mua cái này cái kia cho mẹ tôi uống. Bà xem. Nếu mà bị làm sao, cô chịu trách nhiệm đi. Ok, chị thử nhìn bà xem. Làm sao? Bà lúc nào cũng kể bà là chị Kiệt không mua thì cho bà, không mua rượu cho bà uống ấy kìa. Không liên quan đến cô đâu. Từ hôm em về đến đây ấy, thấy chị cũng hơi giật sỉ lắm. Im mồm cô đi, cô có quyền thì nói tôi đâu. Mẹ có mà nghe con ta nhiều. Đúng nhiều. Mai kia chồng con về à. Tốt nhất. Mẹ lúc đấy còn không biết là như thế nào đâu. Tôi nói chung là về, nhớ chửi lúc. Sao này chồng con về, khi nào chồng con về con sẽ bảo chồng con là mẹ nhà mẹ đưa người lạ về vào nhà xong là cho người ta ở đây. Sao này cô lại về cũng không có con là phải. Đúng rồi. Cháu phải ở đây. Mẹ không có quyền nói như thế đâu mẹ. Bà nói đúng rồi. Chị con kia chị một cho con đâu. Im mồm cho tôi đi con chị kia. Chị già rồi. Càng ngày càng già không có được con như kìa. Đừng có mà nói cái câu đấy, không liên quan đến cô nói đâu.
Tại sao lại không liên quan? Nếu mà cô tốt đẹp ấy, cô sẽ không bao giờ vào nhà tôi ở này đâu. Cô biết xấu hổ à? Em tốt đẹp như thế quá tốt rồi còn gì nữa. Biết xấu hổ em à? Có về cướp cái gì của chị đâu. Thế bây giờ đang ở nhà tôi thôi. Em ở nhà chị á. Đang ngồi đây bà ấy. Làm sao? Em lo cho bà. Ờ, cái loại cô ấy lo được cái gì cho mẹ tôi. Cái loại cô có cái lừa đảo. Từ hôm em về nhá, chị toàn chửi bà ấy. Thôi, không cho bà ăn, không cho bà uống rượu gì à? Cô không nói tôi thế đâu. Tốt nhất chị nói ra khỏi nhà đi. Mẹ cũng thế, mẹ đừng mà nghe cô ta. Mẹ hãy nghe con đi, mẹ tỉnh táo đi. Đừng nói nhiều. Con kia nhá, ăn xong là cút khỏi cô đi. Cứ ăn đi, sợ ra đi, không sợ thế kia đâu. Ăn đi. Cô không nói nhiều với cô đâu. Mà cháu này ăn hết đi nhé. Mà tí mà. Chị ơi, mẹ cháu ăn hết. Mà để kêu cháu các cắt. Mà cứ ăn. Bà ăn đi. Bà ăn đi uống rượu đi. Không phải bảo mẹ tôi uống rượu nhiều như thế đâu nhá. Không kia nhá. Mẹ không uống nữa. Mẹ. Mẹ cho ăn thịt vào nhá. Con kia. Tôi không nói nhiều đâu nhá. Chị sao mẹ có quyền về rượu như thế á? Sao cũng có quyền. Đây là tiền để em mua cho bà á. Tôi thì cô ấy là cô đang lợi dụng mẹ tôi này. Mới mua rượu cho mẹ tôi uống này. Em không lợi dụng gì. Mẹ ơi, mẹ đừng có bà uống nữa mẹ ơi. Bà uống nữa. Con kia nhá, tôi không nói nhiều đâu. Vẫn còn rượu mà. Cô đừng có mà lợi dụng người già. Cô là như thế. Đúng người già. Mẹ đừng có mà nghe cô ta. Đừng nói chị xem. Đừng nói nhiều nữa. Đừng nói chị không ra đi cắt. Tôi nói. Tôi nói. Đây là cô này phải em mua. Cô này chị em. Cô này đây. Cô này nói mẹ. Cô này đây. Bà không phải đánh được đánh chị ấy đâu. Mở cửa cho cháu. Mẹ không được mở cửa. Con kia. Con kia tao ra đi.